Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trước mắt quý vị và các bạn đây là những cặp loa Buxell cũng như là những cặp loa đứng sàn, những cặp loa cây của hãng Gemma. Thì trong video clip này tôi thực hiện theo yêu cầu của quý vị và các bạn, đó là test cặp loa Viva 6 Acoustic đây. Trước mắt quý vị và các bạn. Đây, để quý vị và các bạn quan sát kỹ hơn này. Với cái vẻ bề ngoài rất là đẹp và sang trọng, quý vị có thể đặt bất cứ nơi nơi đâu trong căn nhà của quý vị và các bạn. Ngoài ra chúng tôi còn có cả màu sáng, màu cái tông màu sáng này nữa cho quý vị dễ dàng phối ghép vào cái nội thất của mình. Rồi, quý vị cùng tập trung lắng nghe cặp loa Viva 6 Acoustic. Số điện thoại tôi để phía dưới. Xin phép được dừng video clip tại đây.